Hello Hà cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với chương 7 trong cuốn sách Trở Về Không trên hành trình trải nghiệm Ho'oponopono với nội dung là công tác kiểm soát hiệu ứng giả dược. Theo một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, thứ tự các chữ cái trong trong một từ không quan trọng. Điều quan trọng là chữ cái đầu tiên và cuối cùng ở đúng vị trí. Còn các chữ cái còn lại có thể hoàn toàn lộn xộn và ta vẫn có thể đọc được không có vấn đề gì. Đó là lý do trí não của con người không đọc từng chữ cái mà đọc trọn từng từ. Não bộ của ta được thiết kế để tạo ra cách để xử lý, tắt nhằm hiểu thực tại và tìm kiếm mọi hiểm họa đe dọa sự sống sống còn của ta. Một trong những chiêu của nó là tự lấp vào khoảng trống. Như khi ta đọc đoạn văn sai chính tả bên trên, tuy nhiên khả năng độc đáo này cũng có thể tạo ra các vấn đề về nhận thức. Tâm trí của ta sẽ bị soi sai sót và thậm chí còn không nhận ra. Bộ phim Con Trai năm 2005 là một ví dụ đặc sắc về cơ chế này. Câu chuyện kể về một kẻ mắc chứng thái nhân cách, bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc và sau đó được cho cơ hội sống một lần nữa. Anh ta chỉ việc làm vật thí nghiệm cho một loại thuốc mới mà người ta hy vọng sẽ mang lại bình an cho linh hồn đang bấn loạn. Nam diễn viên Ray Liotta trong vai kẻ sát nhân đã miễn cưỡng đồng ý. Theo thời gian, nhân vật này bình tâm lại, cảm thấy ăn năn và thật sự tỏ ra hối cải. Nhưng khán giả sớm nhận ra những người khác tham gia thí nghiệm mà tất cả đều dùng cùng một loại thuốc đều đã lìa đời. Vậy mà Ray vẫn sống. Tại sao vậy? Tôi không muốn làm lộ cốt truyện phim dành cho bạn, nên chỉ nói thế này thôi. Kỳ vọng của ta tạo ra kết cục cho ta. Ý thức của ta không cần phải biết những kỳ vọng ấy là gì. Ta sẽ đúc kết về những kỳ vọng cho chính mình từ những người xung quanh và từ quá khứ của mình. Đây là điểm Ho'oponopono phát huy được vai trò của nó. Theo tiến sĩ Hewland, quá khứ của chúng ta là một phần sự lập trình của ta. Những gì chúng ta kỳ vọng ở cuộc sống và ở những người khác xuất phát từ những đúc kết của chúng ta trải nghiệm từ trước. Nói cách khác, ta gần như không bao giờ nhìn thấy thực tại một cách minh bạch. Ta nhìn nó thông qua một bộ lọc. Trong bộ phim Con Trai, diễn viên chính đã được nuôi dạy một cách đầy bạo lực. Anh ta đã chứng kiến những tội ác từ lòng đam mê và thù hận. Anh ta kết luận một cách vô thức rằng cuộc sống của mình sẽ như những gì mình nhìn thấy. Điều đó không đúng. Dĩ nhiên, bởi vì chuyện không nhất thiết phải vậy. Tuy nhiên, tâm trí của anh đã rút ra được kết luận và anh vô thức sống theo nó. Theo dòng câu chuyện, anh gặp một người giúp anh rút ra một kết luận mới về chính mình và bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục. Tại sao? Bởi vì nhận thức mới của anh về bản thân tạo ra một bản thể mới. Anh trở thành một linh hồn nhân ái thay vì bạo lực. Ho'oponopono dạy rằng quá khứ của ta không chỉ phát xuất từ đời kiếp này. Tiến sĩ Hewland nói rằng chúng ta mang theo dữ liệu từ thời Amit và tất cả các kiếp đời từ lúc khởi thủy của vũ trụ nhiều hơn những gì ta đang nhận thức trong kiếp sống hiện tại. Hành lý của ta nặng nề. Ta đã mang vác cho một chuyến du hành từ nhiều kiếp trước. Ta chưa dỡ hành lý, cho nên những gì mà ta nhìn thấy và trải nghiệm hiếm khi có sự thuần khiết của thực tại này. Ta chưa dỡ hành lý, cho nên những gì ta nhìn thấy và ta trải nghiệm hiếm khi được có sự thuần khiết của trong hiện tại này. Ngay cả khi ta đọc những dòng chữ này, tâm trí đang sàng lọc nội dung cho ta bằng một bộ lọc của sự lập trình tiền định.
Nếu được dạy hoàn toàn, dạy phải hoài nghi, ta sẽ đọc cuốn sách này theo một cách khác. Ngược lại, nếu được dạy hãy cởi mở, ta sẽ đọc cuốn sách này với một cách khác. Nếu bạn thích tôi và sách của tôi, bạn sẽ có một kỳ vọng nhất định. Nếu bạn thuộc về những người không thích thôi, bạn sẽ đọc cuốn sách này theo một cách khác nữa. Vậy cuốn sách nằm nằm đâu? Nếu có nhiều cách để cảm nhận những ngôn từ này, tùy theo dữ liệu và kỳ vọng cá nhân của bạn, thì thực tại của cuốn sách này ở đâu? Đây là một trải nghiệm trí não khác để cho thấy cách hoạt động của não khi đọc những dòng này. Hãy đọc những câu sau và đếm xem bạn đã thấy bao nhiêu chữ F. Finish the flyers as the resource of year of sector Felix study communist with the expense of tears. Ví dụ này giúp chứng minh rằng não bộ của bạn có lỗi. Rút cục có 6 chữ F. Bạn đã đếm được những chữ nằm trong chữ trong từ of. Of year. 1, 2, 3, 4, 5. Sáu chữ F. Còn đây là một bài trắc nghiệm nữa. Mô-xe đã đưa lên thuyền bao nhiêu con vật của mỗi loài? Trừ phi đã từng gặp câu đố này, bạn ắt trả lời 2. Nhưng bạn đã sai, Mô-xe không quy tập động vật. Nào mới là người làm việc đó. Theo Gary Herbert trong cuốn vẽ sự suy luận lại On Second True, người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu mà trong đó sinh viên đại học được yêu cầu đọc hướng dẫn khi bắt đầu tham gia một chương trình tập thể. Một nhóm đọc các hướng dẫn được nêu rõ ràng, dễ đọc bằng phông chữ Erenden. Nhóm kia cũng đọc các hướng dẫn đó nhưng in bằng phông chữ nét cọ, khiến chữ trông như được viết tay bằng cọ Nhật. Các sinh viên sau đó được hỏi về việc hình thành thói quen tập thể dục. Những người đọc hướng dẫn bằng phông chữ dễ đọc cảm thấy chương trình dễ thực hiện và làm theo. Nhưng những người đọc hướng dẫn hệt như vậy bằng phông chữ khó đọc hơn đều cảm thấy chương trình quá khó, họ không tập theo. Herbert cho biết những người phải vất vả với các nét cọ Nhật đã không có ý định đến phòng tập. Việc đọc hướng dẫn thôi đã đủ làm họ phát mệt. Lưu ý rằng những sinh viên đó không hề biết rằng cách trình bày các câu hướng dẫn đã ảnh hưởng đến quyết định của họ. Hệ quả đã xảy ra ngoài ý thức của họ. Một kiểu chữ đã tác động đến họ. Có một nhóm thì được hướng dẫn đọc một chữ rõ ràng, dễ đọc bằng phông chữ Erenden, còn một chữ kia thì lại viết bằng chữ cọ Nhật, trông như kiểu viết tay bằng cọ Nhật. Thì các sinh viên sau đó đã hỏi về cái hình thành thói quen tập thể dục. Thì những cái người đọc phông chữ dễ đọc thì cảm thấy chương trình dễ thực hiện và làm theo. Còn gì ạ? Những cái phông chữ khác thì khó đọc bởi vì họ đã dịch cái chữ đấy đã về rồi đúng không ạ? Lưu ý rằng những sinh viên đó không hề biết cách trình bày các câu hướng dẫn đã ảnh hưởng đến quyết định của họ. Hệ quả đã xảy ra ngoài ý thức. Một kiểu chữ đã tác động đến với họ. Não bộ của ta lúc nào cũng đưa ra các phán xét chớp nhoáng. Nó cố gắng hoạt động hữu hiệu để giúp ta được an toàn và nó lười biếng. Tuy nhiên, như các ví dụ trên cho thấy, những cách xử lý tắc ấy có thể hạn chế không cho ta nhìn thấy và thay đổi thực tại khi ta muốn. Ta thậm chí có thể không thấy mọi thứ và mọi người xung quanh đang ảnh hưởng đến ta ra sao. Mọi việc xảy ra một cách vô thức hoàn toàn. Ho'oponopono gợi ý ta buông bỏ sự lập trình của quá khứ mà về cơ bản đã tạo ra các lỗi này trong trí não.
Hãy tha thứ cho mọi việc làm trong quá khứ để tìm đến sự thương yêu và chấp nhận trong thực tại. Nó giúp ta thanh lọc để có thể thức tỉnh với thực tại này. Đó là một mục đích cao vời. Tiến sĩ Hewlett không tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó trong đời này. Tôi nghĩ rằng ông là một người bi quan, nhưng đó là dữ liệu của tôi. Hobno gợi bỏ sự buông bỏ sự lập trình của quá khứ mà về cơ bản đã tạo ra những lỗi này trong trí não. Hãy tha thứ cho mọi việc trong quá khứ để tìm đến sự thương yêu và chấp nhận sau thực tại. Nó giúp ta thanh lọc để thức tỉnh hơn. Đó là mục tiêu rất là cao vời. Nhưng dù sao đi nữa, việc phải làm là thanh tẩy. Hãy thanh tẩy cuốn sách này, cuộc đời của ta, những kỳ vọng của ta, thay bất kỳ và tất cả mọi điều xảy ra với ta mà không phải là phép màu của thực tại. Bộ phim Con Trai đã chứng minh rằng ta nhận được điều ta mong đợi ngay cả khi nó ở trong vô thức. Nhưng đó là một bộ phim. Còn đời thực thì sao? Trong một bài viết về việc tin vào phép thuật tôi đăng trên blog, có người đã tỏ ý muốn biết về các chiến binh cổ đại mặc áo phép thuật để hộ mệnh trước hòn tên mũi đạn. Anh ta cảm thấy họ đang như suy nghĩ theo kiểu ma thuật chứ không thực tế. Tôi thấy lạ. Nếu ra trận, tôi sẽ mặc bất cứ thứ gì hứa hẹn sẽ chở che tôi, kể cả một chiếc áo giáp hộ mệnh, và tôi sẽ mặc ngay vào. Tôi sẽ để tóc lọn như mì sợi trên đầu, hoặc đeo vòng cổ bằng cỏ nếu tôi cho rằng nó giúp ích cho tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ hơi ngớ ngẩn nếu không tận dụng bất cứ điều gì giúp mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, từ cầu nguyện, nghi lễ, cho đến vật trang sức, mọi thứ ta nghĩ đến, bất cứ điều gì giúp ta vượt qua một chặng đường trải nghiệm đáng sợ như chiến tranh đều chấp nhận được. Nhưng chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút với lời nhận xét của bạn tôi. Khi nào thì lối suy nghĩ ma thuật này là một vấn đề? Nghiên cứu của tôi về giả dược được định nghĩa là những viên thuốc, dược phẩm hoặc quy trình chữa bệnh vô hại được kê bởi vì lợi ích tâm lý hơn là vì tác dụng sinh lý cho bệnh nhân. Xác nhận rằng khi ta tin vào một điều gì đó, niềm tin của ta có xu hướng biến điều đó thành hiện thực. Có những nghiên cứu khoa học gây sốc đã chứng minh rằng khi người ta làm cho những người có vấn đề về đầu gối tin rằng họ đã được mổ đầu gối bằng cách gây mê và rạch vào đầu gối của họ nhưng không hề phẫu thuật, thực sự bệnh trạng của họ đã khá hơn. Gần đây hơn, một nghiên cứu đã tiết lộ rằng giả dược vẫn có tác dụng ngay cả khi ta biết nó là giả dược. Đó không phải là tin tức. Đó, tôi đã biết được sức mạnh của niềm tin từ những năm 1960 khi lần đầu tiên đọc tác phẩm của tác giả Crowe, Bridgestone, Phép màu của niềm tin, The Magic of Believing. Niềm tin của ta đã định hình thực tại khi tin một điều gì đó ở bản thân hoặc thế giới của ta là thật, ta sẽ có xu hướng thu hút các hoàn cảnh của nó phù hợp với nó. Các niềm tin tiêu cực cũng có tác dụng tương tự. Nocebo, nghịch dược, là một kỳ diệu tiêu cực và cũng dễ dàng tạo ra một hiệu ứng tương ứng. Nói cách khác, nếu ta tin rằng mọi thứ sẽ trục trặc hoặc một thứ gì đó sẽ có tác động tai hại, ta sẽ có xu hướng thu hút kỳ vọng đó. Cơ chế này dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy thú vị. Nếu niềm tin của ta tác động đến thực tại của ta ngoạn mục như vậy, khi nào thì niềm tin của ta mâu thuẫn với thực tại? Ví dụ, liệu việc mặc một chiếc áo giáp phép thuật để ra trận có phải là tự lừa dối chính mình? Liệu niềm tin về một kết quả tích cực
bất chấp thực tại hiện hữu có phải là một ảo tưởng? Liệu niềm tin về một kết quả tiêu cực bất chấp bằng chứng ngược lại có phải là một sai lầm? Có lẽ đúng. Ta có thể đang tự lừa dối chính mình khi mặc một chiếc áo giáp hộ mệnh hoặc đeo một chiếc nhẫn may mắn, nhưng chính ảo tưởng đó có thể là một niềm tin để giúp ta trải nghiệm cuộc sống một cách mạnh mẽ và thậm chí chính là lợi thế vượt trội mà ta cần đến để sống sót và thành đạt. Nói một cách khác, giải pháp thay thế của ta là gì? Ra trận mà không có gì cả, sống mà không có ý chí. Bởi vì niềm tin của ta là yếu tố thống lĩnh, ta đã được tự do tin vào cái sự tích cực, sự tiêu cực hoặc không là điều gì cả. Tôi viết nghiêng không điều gì cả, và thậm chí việc không tin một điều gì cả cũng đã là tin vào một yếu tố. Một số người nghĩ rằng vị thần linh vĩ đại mang tên khoa học là người toàn năng và trung quyết. Thế nhưng khoa học luôn luôn đi đến các kết luận mâu thuẫn với các kết luận của trước đó. Và cơ chế giả dược hiện tại chứng minh rằng điều ta tin tưởng quan trọng hơn cái gọi là thực tại xung quanh ta. Nếu khoa học là một yếu tố định đoạt về thực tại, tại sao tất cả các nhà khoa học đều không cùng đồng ý? Tại sao có những nhà khoa học tin vào ngoại cảnh chẳng hạn và có những nhà khoa học không tin? Chao ơi, tôi đã từng tưởng nhà tưởng rằng khoa học là một phán quyết chung cuộc. Tôi đã thôi đọc các tạp chí khoa học nổi tiếng như Tâm lý học ngày nay vì rõ ràng họ đơn thuần chỉ thuật lại các cuộc nghiên cứu mới nhất. Theo dõi một thời gian, bạn sẽ thấy các cuộc nghiên cứu mới mâu thuẫn với các cuộc nghiên cứu cũ và cứ thế. Nói tóm lại, cái gì là thật? Từ khi phát hành cuốn sách và chương trình âm thanh khoa khóa học thức tỉnh, tôi đã nhấn mạnh rằng thực tại là một ảo tưởng, đó chẳng phải là một ý niệm mới. Đức Phật và những người khác, nhất là các bậc thầy Bất Nhị Nguyên cũng đã nói như vậy. Khi xuất phát từ giai đoạn thứ tư của sự tỉnh thức, ta nhìn thấy ảo ảnh. Anh Chanh đã nói, thực tế chỉ là ảo tưởng, dù là một ảo tưởng rất bền. Một lần nữa, bạn có thể thoải mái đeo bùa phép hoặc mặc áo hộ mệnh hoặc chẳng làm gì cả. Bạn có thể đặt niềm tin vào phép thuật hoặc bạn có thể đặt niềm tin vào thực tại. Cả hai đều phản ánh niềm tin của bạn, cả hai về bản chất là thực tại. Dù gì, cái gọi là thực tại mà bạn nhìn thấy được quan sát qua các nhận thức và các nhận thức đó được hình thành từ niềm tin của bạn. Nếu bạn đã gặp tôi, nghe tôi nói, xem hình ảnh của tôi hoặc nhìn thấy tôi trên truyền hình hoặc trong các bộ phim, bạn biết tôi đeo nhẫn hoặc một chuỗi chuỗi hạt, một số món nhằm xây dựng thương hiệu và một số món có thể ẩn chứa được quyền năng tâm linh. Với tôi tin rằng nó sẽ giúp tôi. Trong thực tế, mỗi khi thuyết trình trước công chúng, tôi đeo một món đá quý đặc biệt, được làm từ thiên thạch Zebeon, ước tính có khoảng 4 tỷ năm tuổi, già hơn cả hành tinh địa cầu. Món ấy đẹp và tôi cảm thấy có thêm năng lượng khi đeo. Đó cũng là món quà của vợ tôi, Nesia, một thập niên trước đây nên có giá trị tình cảm nữa. Bạn có thể nhìn thấy tôi đeo món ấy trên bìa của cuốn sách Thu hút tiền ngay bây giờ hoặc thị hiện tức khắc. Điều gì quan trọng nhất ở nó? Niềm tin của tôi trong đó. Nếu đã nói vậy thì điều gì là thật sự có thật? Sự thật là tôi thích tin vào một vũ trụ huyền diệu và nhìn thấy cuộc sống của tôi thăng hoa với những phép màu hơn là bước đi trong e sợ từng chiếc lá. Đồng thời, tôi tán thành một câu nói của người Sufi: hãy tin ở Allah, nhưng trước hết buộc lạc đà đi đã. Quay trở lại với lời nhận xét của tôi, của bạn tôi về bài đăng trên blog của tôi về tư duy thần thông. Điều này có nghĩa là tin tưởng vào chiếc áo hộ mệnh,
nhưng cũng phải làm mọi điều cần thiết để phòng thân. Đây chính là ý niệm của sự đồng sáng tạo. Vâng, có phép thuật, và vâng, có cả hành động của ta trong thế giới vật chất. Điều khôn ngoan nhất là hòa trộn cả hai. Nguy cơ đích thực duy nhất đối với phép thuật có thể nằm ở chỗ chỉ dựa vào mỗi nó. Sao Achon trong cuốn Lợi Thế Hạnh Phúc đã gợi ý bạn hãy đeo kính phớt hồng thay vì kính hộ toàn màu hồng. Tác giả nói như thế, như tên gọi của nó, kính phớt hồng giúp cho các vấn đề thực sự chính yếu lọt vào tầm nhìn của ta, trong khi vẫn giúp ta tập trung chủ yếu vào khía cạnh tích cực. Tôi sẽ kết ý bằng các lời trích dẫn của Bruce Barton, cũng là chủ đề của cuốn sách của tôi, 7 bí mật thất truyền của sự thành công. Ông đã viết như sau trong cuốn sách phát hành năm 1927, mang tựa đề Người ta có thể tin tưởng điều gì? Niềm tin trong kinh doanh, niềm tin vào xứ sở, niềm tin ở bản thân, niềm tin vào người khác. Đây là sức mạnh làm chuyển biến thế giới. Và có điều gì phi lý nếu tin rằng sức mạnh này vốn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì khác, chỉ đơn thuần là một góc của đại quyền năng đang vận hành vũ trụ. Nói tóm lại, nếu ra trận, tôi dứt khoát sẽ mặc áo hộ mệnh và tôi sẽ làm mọi thứ khác trong tầm tay để phòng thân. Áo hộ mệnh có thể có hoặc không có quyền năng ẩn chứa bên trong, nhưng niềm tin của tôi đã đặt vào nó với một quyền năng. Nói cách khác, giả dược thực sự không phải là thuốc thật, nhưng hiệu ứng của giả dược thì thật. Hãy đặt niềm tin và buộc lạc đà lại. Ồ, tiếp tục thanh tẩy. Cả nhà thấy không? Sức mạnh của niềm tin có sức mạnh vô cùng to lớn. À, vừa rồi chúng ta đã xong cái hành trình của chương 7. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong chương 8.